có mấy này phải chế xuống đẹp lắm. Ừ, cái này xưa. Mấy cái này xuống đế đồ còn ở dưới dữ lắm cả nhà, tứ quý mà. Tứ quý mà nó nằm bồn mà. Mình chỉ thêm một có một chút xíu mụn đây thôi. Còn ở trong là nguyên cái bồn nó cũng có lưng mùi nó. Đây nói chung hồi đó anh Đạt anh bứng sao về ông trồng vậy chứ không có sửa soạn gì hết trơn cả nhà. Thì do đó thì mình về mình còn sửa soạn ra nữa. Còn có khả năng trúng ha. Tới ba mấy cây lần hả? Còn khu bên kia nữa không anh Đạt? Bên kia thì cho ảm ảnh lựa luôn á. Rồi thì ở đây là cái khu bên trong nhà vườn của anh Đạt nè. Thì ở đây thì có gồm có mười mấy cây mai lớn như thế này. Và có 40 cây mai tứ quý ha. Thì bây giờ em chỉ quay tổng quát cho cả nhà mình xem. Là cái clip chi tiết thì đăng ở cái phần sau nha. Cả nhà mình vô xem. Có tứ quý thì đấy đẹp nhất. Còn đây mai vàng gốc bành bành như thế này nè. Thì như cái lô này thì 10 cây là 270 triệu tặng một cây. Là nó bằng bằng nhau thôi. Thì cả nhà mình có nhu cầu thì xem chi tiết ở cái clip sau ha. Cây cao tầm 4 mét như vậy nè cả nhà. Nhà mình xem cây lớn 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 vậy nè. Là coi như là 27 triệu cây tặng một cây. Cả nhà mình lựa chọn có 13 cây lớn. Mình lựa 10 cây tặng cây. Đó. Còn tứ quý á. Tứ quý thì hàng như thế này. Hàng như thế này. Cao tầm 2 mét tới 2 mét rưỡi. Tàn nhánh. Cành chân đế đều ok hết. Thì cái giá là 1 triệu rưỡi một cây. Lấy 30 cây. Tặng 4 cây nha. Có 40 cây nha. Cho cả nhà mình lựa 30 cây. Và lựa thêm 4 cây tặng. Đó. Hoành thì từ nhỏ nhất thì 2 mấy hoành. Nhưng mà đế đẹp chứ chân cành đẹp. Lên tới 3 mấy hoành. Đó. Cả nhà mình thấy tàn đẹp. Cô chú anh chị có nhu cầu mà sử dụng nguyệt quế tàn ha. Đế đẹp, chân cành đẹp đó thì liên hệ chỗ anh Đạt ha. Bút tầm mắt luôn. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi cái bây giờ là mình giá cả làm sao nè, đại báo cho bà con mình biết luôn nghe anh Đạt. Là em để là 1 triệu rưỡi một cây trong 30 cây. Nhưng mà vườn em thì có khoảng 40 cây. Mà anh em lấy thì lấy 30 cây thì em tặng thêm 4 cây cho anh em lựa 4 cây nữa. Mà cái này thí dụ như mình bán nguyên lô vậy ha? Dạ bán nguyên lô. Để coi chiều cao tầm cỡ nhiêu ta? Cao tầm 2 mét không? Này 2 mét hơn. Hơn 2 mét. Thì 2 mét đổ lên. Thì cây này là nguyệt quế ở cây tứ quý tàn. Có cành nhánh cả nhà mình muốn cắt lùng hay là cắt phơm tàn hay là cắt gì cũng được hết. Có chân cành hết và củ đế đẹp nha. Cái cây này là cây nằm bồn nha cả nhà. Tất cả ảnh, đi cây nằm bồn hết. Ảnh bứng cây lựa cây có củ đế này về ảnh nuôi nay cũng khá lâu rồi. Đó, cả nhà mình thấy tàn túa nó sung vậy là có nghĩa là nuôi lâu rồi, ở đó là bảo đảm với có còn đế nữa ha. Đế chưa khai thác hết. Chưa khai thác. Là 1 triệu rưỡi cây hả anh Đạt? Dạ, 1 triệu rưỡi cây. Đó, là 30 cây, 30 cây tặng 4 cây. Mấy cái hàng này thì giờ cũng được mấy anh em tìm dữ lắm. Ồ, tặng đẹp chứ, lô này tặng đẹp quá trời nè. Đó, anh đi tước anh Đạt. Đó. Như cả nhà thấy là coi như là cây nào cây nấy là có củ đế hết ha. Thì mình tới tận vườn đi mình xem, thí dụ mình giá cả nhiều khi còn thương lượng bớt xe cộ đồ này nọ nữa. Mà như mà em nhìn thực tế ở ngoài thì hiện tại nó đang củ đế đồ, cây nào cũng đế hết trơn nha. Hoành thì dao động từ 2 mấy tới 3 mấy, nhưng mà cây nào cũng đẹp ha. Thí dụ như cô chú anh chị mình đang có hướng mà trồng cây riêng á, cây tàn á thì cũng ok. Và đặc biệt những cô chú anh chị ở Bắc mà nuôi mai vàng không được thì tứ quý thì đây là một trong những cái lô mình cần phải nghiên cứu ha, lựa chọn ha. Tại vì cũng giờ hàng này cũng hiếm. Cái này thì mình cái giá tại vườn nha cả nhà, không có ship và bao ship này nọ ha. Tại chỗ anh Đạt không muốn bán dọn vườn mà, không bán cái giá này thì coi như hồi đó anh mua sao giờ về bán vậy á, mà đừng cái nó sống sẵn với nó nằm bồn đừng thời gian nữa thôi chứ còn không có lời. Tại lô này em cũng có biết qua đây, cả nhà thấy chân cành rất là đẹp nha. Hàng này bây giờ mình cắt cái bắt đầu đóng vô là ok luôn. Tại này giờ mình nhổ lên là nó như cây nằm chậu vậy thôi chứ không gì. Đây cây khai thác nhẹ cho cả nhà coi đây, để không có cựa nhẹ cho kết đế nè. Đây cả nhà, thì cái lô này là có củ đế hết á. Tại chỗ anh hồi đó mua cũng có lựa cây có củ á rồi đem về trồng. Ok ha, này thì phải đặt cái tàn đã quá, nuôi tốt. Cả nhà thấy tàn bành bành vậy đó, chứ không phải nhỏ nha. Cây nào cũng đế đẹp ta. Này đế.
cái này cắt ghép chân cành là ok luôn á. Tới 40 cây lận thì cả nhà mình lựa 30 cây, rồi xong lựa thêm 4 cây tặng nữa là ok ha. Thì cái địa chỉ của cái nhà vườn mình là tại xã gì? Xã Tân Bình. Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đó, cây nào cũng đế hết trơn nha. Này tàn tầm 2 mét ăn lên, thì hoành 2 mấy tới 3 mấy, đủ cỡ hết. Cái này chế xuống đẹp lắm. Ừ, cái này xưa. Cái này xuống đế đồ còn ở dưới dữ lắm cả nhà. Tứ quý mà. Tứ quý mà nó nằm bồn mà. Mình chỉ thêm một có một chút xíu mụn đây thôi. Còn ở trong là nguyên cái bồn nó cũng nó lưng mùi nó. Đây nói chung hồi đó anh Đạt anh bứng sao về ông trồng vậy chứ không có sửa soạn gì hết trơn cả nhà. Thì do đó thì mình về mình còn sửa soạn ra nữa. Còn có khả năng trúng ha. Tới ba mấy cây lần hả? Còn khu bên kia đúng không anh Đạt? Bên kia thì cho mấy anh lựa luôn á. Ừ. Nói chung là cho mấy anh lựa. Chạy quay cho mấy anh ngắm luôn. Tại nãy thấy bên kia cũng có một số cây. Ở ngoài sau nữa mà. Còn sau nữa hả? Ừ. Vậy? Thì vòng 40 mấy cây gì đó thì nói đại anh em là 40 cây đi. À. Rồi anh em cứ lựa 30 cây, còn 34 cây sau mấy anh em cứ lựa lấy. Và cái lô mai lớn này thì cái clip trước em có đăng đó cả nhà. Trước em có đăng thì 10 cây á cả nhà, 11 cây. Tại bên đây thì mấy cây này nhỏ nhưng mà tàn rất là đẹp, mình đem ở đây mình trồng đế thì đẹp. À. Đó. Đây, đế đẹp. Cây nào đế cũng có đế trần ha. Rồi thì còn sao không? Còn sao mấy cây nữa nhưng mà thôi để nữa anh em lựa đi. Mấy anh em tới vườn đi cho chắc ha. Thì chắc nắng quá em cũng kết thúc cái clip tại đây luôn cả nhà. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình liên hệ trực tiếp chỗ anh Đạt ha. Thì cái số điện thoại em sẽ để phần tiêu đề. Và cả nhà mình có cái nhu cầu mình xem lại cái những cái hàng mà mai tàn lớn đây nè. Thì bên kênh em có đăng ở bài trước thì cả nhà mình vô đó mình xem có giao lưu được, giao lưu ha. Nói chung ở chỗ anh Đạt đang cần cái mặt bằng cả nhà, do đó thì ảnh có hướng là bán coi như hết sân luôn, vừa tứ quý nè rồi vừa mai vàng nè, tất cả ảnh có kiển bonsai đồ này nó ở ngoài sân kia nữa. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu loại nào thì cứ alo chỗ anh Đạt, tại anh bứng cây anh giao cho mấy anh em mình quanh năm mà, do đó thì cũng rất là dễ mua bán ha. Rồi thì thôi em xin kết thúc cái clip tại đây, chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe ha. Chào tạm biệt cả nhà.